đến chợ hoa ở Long Xuyên để em đảo đủ
1%. Cây này là mấy tiền? Wow. Chịu gửi hả? Chịu gửi không nổi. Em ơi. Mà vừa đi mua cây luôn nè. Cây này khó cắt lắm. Cắt gì chú? Mua lấy gốc hả? Cắt phôi, mua phôi không à. Dạ. Mua phôi không à. Trời nhỏ xíu tuổi mà kim chú gì trời. Xíu tuổi à. Chịu gửi. Ghê không nổi. Nhìn hướng cắt, mình nhìn hướng cắt mình mua chứ.
chung là cây mai ở Cần Thơ năm nay thì nó không có được đẹp so với năm nay. Ở Long Xuyên thì em thấy là nhiều cây cũng khá là đẹp đó anh em. Ở Cần Thơ chỉ được một vài cây thôi. Cây Hãy subscribe.
đó cây gì trời? Gốc mai hay gì á? Phải gốc mai không? Hình xui. Cây da là giống da cây mai đó. Không phải cây mai. Xuống quay thử. Bạch cây đó là cây mai. Cây này là giống cây mai nè. Quái gì cà na với cái gì nè. Cây gì nó độc dữ trời. Phục cái này rồi. Được cây mai. Được cây mai này chắc giàu luôn á. Có một luôn rồi nè. Ôi trời, cái cũ quá kìa. Mai ông ơi. Năm một rồi nè, mai một vậy. Mai đó. Cây này giống như cây mai vậy đó. Mà không tha keo tha gì cho nứt đậu vô nè. Luôn ha, bông dảo luôn, dảo ghim luôn, không thẹo dít vậy chứ ha. À, tiếp tục như là